Dạ, Phú xin chào quý bà con cô bác. Hiện tại thì Phú đang ở ấp Thanh Bình 2, xã Tân Thanh Bình, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre của anh chị. Phú mới chuyển một cái dàn lo kẹo kéo đến một cái nhà. Sáng ngày mai sẽ có một cái tiệc thôi nôi. Bà con bác, dạ, đây cái đường đi đi vô nè, trời ơi ha. Bên cao bên thấp sớm giờ vận chuyển vô cũng hơi đuối đuối. Nói chung là ở dưới quê vậy đó bà con bác. Nó đường đi của người dân mình nói chung là cũng rất là còn khổ sở. Có đường thì rất là ok, có đường thì đó, bà con bác thấy ha, cũng phê không? Đó, sớm giờ vận chuyển vô đây nè. Đây, đó. Có một cái tiệc thôi nôi. Sáng ngày mai, còn tối nay thì giống như là một bàn chơi trong gia đình thôi bà con bác. Đó. Thì cô cũng quay chia sẻ cho bà con bác mình xem ha. Xem cho vui thôi, dạ. Hành trình đi kiếm cơm của hai vợ chồng. Đó. Đây, đó. Đường đi vô là có anh chị, đó, xung quanh nè, toàn là vườn ha bà con bác. Đó. Sớm giờ thì bà xã cũng mới thử nhạc, bây giờ tới chủ nhà bà con bác. Dạ. Từ tiền tiếng tôi về tắm căn nhà ngoại ô, thấy nông thương vô bờ, cũng còn đường này đây, cũng mấy nhà này đây, còn mang kỷ niệm đầy. Nhưng chân đêm nay vẫn còn tha thiết như những mùa trăng đắm say. Sáng bà con cô bác, Phú mới vận chuyển một cái dàn kẹo kéo đến chỗ ở gần đầu lộ để cho thuê đây bà con cô bác. Trời, cái đường đi nè, vô nè, chỗ đằng kia nó hẹp đép luôn, làm sao mà vô đây không biết. Đây, dàn kẹo kéo đi vô. Dạ con đây. Trời ơi xấu quá à cô ơi. Đó, rồi giờ mình sẽ vận chuyển cái dàn vô này các bạn. Đó, chỗ này chỗ cái dừa nó hẹp đép, không biết vô được không không nè. Mình yêu nhau ngày và cái tháng cơ mà tình đẹp làm sao vui buồn khi đang có nhau. Mời năm thoáng qua một thôi nắng chung lòng.
đi chợ sớm nè, nó gặp phèo, nó thập cái giò trường ngon quá, nó mua về cái hồi mình nấu cháo mình ăn sáng, rồi nó nấu với lại thịt nách nè, rồi huyết nè, rồi phèo nè, rồi cuốn cuốn họng nè, rồi gan, rồi rau mình ăn kèm mì giá nè, rau má, rau thơm, ở đây là bún. Bây giờ mình bắt nước mình trụng ba cái này cho nó khử mùi đi, rồi hồi mình nấu. Đáng lẽ nói cháo lòng này thì phải có huyết họng nhưng mà sáng nay hình như hết rồi không còn. Tại vì mấy cái lòng này với mấy cái huyết hậu là mấy cái quán cháo lòng người ta dặn hết trơn rồi. Bữa nay tại vì đi sớm thành ra là còn lòng nè. Chứ bình thường mà đi trễ trễ chút xíu người ta cũng mua hết trơn à. Giờ mình cũng rang miếng gạo ngồi mình nấu cháo cho cháo nó ngon. Ủa rang này bỏ dầu vô nữa hả mẹ? Rang bỏ dầu cho nó béo. Ở miền Tây người ta nói cháo lòng là phải rang gạo gì nè. Cái hộp cà nó bung vừa tới thôi chứ nó không phải là nó nở quá. Rang có miếng dầu gì cho nó béo. Này nấu sớm mình ăn sáng sớm thì chút xíu cho mình đi kéo cái lo về. Tại ngày hôm qua đi hết ba cái lo rồi bà con cô bác. Rồi chút xíu nữa ăn sáng xong 12 giờ cầm kéo về rồi rước bé về luôn. Bảo vô tới nữa rồi mẹ. Tới nữa rồi hả? Bảo gì bảo Trà My gì đó. Bảo đẹp quá à. Bởi vậy hả, tối ngày bảo gấp khắp thịt đới gì tùm lum hết trơn. Bởi vì hôm qua nay mình mưa đó, nước lập nước lên nữa bây giờ ở dưới đây gầu hết sức ha. Ở trên thì mưa, ở dưới thì nó ngập, còn ở Sài Gòn mà biết không ngập là ngập lúc đường luôn, khó không kịp á. Giờ mình cũng trụng qua cái lòng này cho nó khử mùi, bỏ miếng gừng vô cho nó thơm, thịt nách, cuốn họng, giò trường, phèo, rồi. Giò trường nó thời ăn giòn lắm rồi nè. Nay đâu lựa được cái giò trường nó nhỏ nè, chứ bình thường là cái giò trường nó bự dữ lắm. Mà giò trường người ta bán khoảng 200 mấy ký á bà cô bác. Một cái chắc khoảng tầm ký dần lên quá. Lòng mình cũng trụng sơ rồi, bây giờ mình bỏ vô đây mình nấu cho nó mềm. Trụng rồi có gừng thơm quá. Giờ mình cho hành, ý cho gừng với cho gia vị vô đây luôn cho nó thơm. Rang rồi bây giờ mình cho vô cho nó nấu. Rồi thịt giờ nó cũng chín rồi, thì mình vớt ra. Vớt cái hồi nguội thì mình xắt. Cái cục thịt nách ăn ngon lắm mà nó có mỡ mỡ. Ăn không ngán. Ở ngoài tiệm cho lòng người ta, con thấy người ta cũng bán thịt nách vậy nè. Nó vớt ra để cho nó nguội rồi chút xíu mình sắc ra. Thôi thịt vớt rồi giờ mình cho huyết vô. Cho nó có màu hơi hơi. Giờ mình sắc lòng ra rồi mình ăn. Sắc mỏng mỏng này ăn cho nó mới ngon. Rồi dễ sặc, dễ cắt luôn. Miếng gan nó có 5.000 các bạn. Gan rẻ nhất á. Gan với huyết là rẻ nhất. Mẹ 5.000 huyết, 5.000 gan. Nói như đây là ăn buổi sáng là dư sức luôn nè bà con cô bác. Thấy chém mắm ớt là thấy uy tín vậy ha. Đây chanh nè, chanh ở ngoài kia nhà trồng nè. Chanh này nó chín hết trơn rồi nè, mình hái vô mớ hồi mình ăn cháo. Rau giá đồ, rau thơm mà mình chuẩn bị sẵn rồi nè. Mình sắc xong rồi chừng bắt bếp lên là mình ăn liền. Gì có được miếng cá bóng gì hết trơn. Mấy cô đặt ba mồi này không có. Đặt cám hay gì á. Cám này đặt bà chăn. Mắm. Mắm hay gì? Mắm bở mắm chừng quá. Rồi ăn cháo thì mình cho vô miếng giá nè, với lại miếng rau má vô. Rồi gan nữa, bao gan nè. Rồi vô mít nè. Cháo nóng gì nè, cho nó chín giá, để vô nồi vậy cho nó chín giá. Gấp vào mấy miếng. Nó lòng thì ai ăn nhiều gấp vô nhiêu. Chăn quyết không? Sáng một cục quyết là 5.000. Rất rẻ.
ở đây sao tao chuyên môn tao bán huyết mà cứ nước cốt nữa, sẽ kiếm giờ cho quải mà không có chỗ nào bán hết trơn. Làm dưới đây người ta không ăn hay gì á, người có miếng chanh gì nè, chanh này chanh nhà nó thơm, dắt vô miếng nước mắm cho nó thơm, dắt miếng tiêu vô. Nóng chảo sáng ngon quá, sáng húp cho nó ấm bụng à. Cháo này mà ai... rồi mời cả nhà ăn cháo lòng luôn, ăn cháo lòng buổi sáng. Quên mời cả nhà ăn cháo luôn, quên. Ăn ngon quá quên mời. Rồi mời cả nhà ăn cháo luôn. Mình cháo. Đây miếng phèo nè, hồi sáng mua phèo lỡ chứ không có được non. Vậy cái mình tuốt lại. Nó mất vô. Để cho nó mềm mới mặt. Ăn có canh vô chua chua không? Thịt nách nó có, nó có gần gần, nó có mỡ mỡ nè, ăn không ngán. Cũng hầm giòn giòn, phú khoái lắm. Nói sáng mua nửa cái. Đây là giò chuồng nè. Giò sườn này hồi sáng nó nhỏ cho nên là mẹ luộc nó cũng mềm. Mẹ chấm gì nó mắm ớt. Vâng. Nhiều chỗ sao này ăn gạo đắng nữa. Nhưng mà sáng mua gạo má dễ ăn. Đây là cuốn họng nè. Đây. Vậy đóng cua cháo chợ thôi, ngon. Ngon hơn. Đây có ông chú ông đang xịt mấy cái con bò dừa nè cả nhà. Một cây 7.000 đồng. Nãy mới hỏi ông chú bà con bác. Dừa Bến Tre là bò dừa nhiều lắm. Nhiều khi nó phá tanh bành hết mấy cái cây dừa luôn bà con đó. Con đun dừa rồi con bò dừa tùm lum trơn. Chú 13 ổng thuê chú này vô để xịt mấy cái bò dừa nè bà con bác. Xịt bằng máy. Có cái dây bắt đầu mình xịt lên cái ngọn dừa. Đây cây dừa kế bên nhà ngày xưa mà nội trồng hay cha trồng mình nay cũng năm số 5. Hôm nay ra lưới mèo, chuẩn bị có trái nè bà con bác. Ủa cái đó là xịt bò dừa phải không cha? Thường thường tôi nói xịt gì? Này cơm dừa dũng trái. Dũng trái hả? Ai, xin chào bà con cô bác. Cháu lòng buổi sáng mà con bác ơi. Giờ này cũng 9 giờ mấy rồi, ăn xong cái đứa với Vi. Tình đứa với Vi về ăn luôn mà hả trễ. Ăn cái này giống như ăn trưa luôn rồi chứ còn gì nữa mà không ăn trưa. Ăn sáng ăn trưa luôn mà con bác. Ăn cháu lòng bất bệnh thì mới ngon nè. Còn nhiều chỗ con thấy cái bán gì tao luôn mà tao lấy ức sắc mà không ngon. Rồi bà con của bác ăn cháu lòng nha. Giờ trường anh thử nãy mềm lắm. Cuốn họng, ghen. Thấy cuốn họng này bà con bác, nó có cái sụn á, nó giòn giòn rất là ngon. Mà thấy chú đó tưởng chú làm gì mà đậu đó, đâu biết xịt sâu không. Hình như là nếu mà nó đen đen là phải có cái bứt hậu mà. Ừ, bứt hậu mà tại vì tí nó mua đi mua hết rồi, người ta bâu hết là không còn. Không bứt hậu à. Bứt hậu thì nhìn nó đen phải không? Ừ. Đen mà cháo. Mà đa số cháo lòng là phải có bứt hậu. Bứt hậu nó bỏ. Nó có màu nó mới đẹp. Còn hồi sáng đi hết rồi. Nhằm bữa đi quyết cả đống luôn nha. Đen đen. Nhằm bữa thì lòng không có mà có quyết. Mà bữa nay có lòng thì không có bứt hậu. Này là cái vỏ trường của con heo. Cái vỏ trường là cái phần cái gì? Cái này chắc là heo nhỏ nó mới vỏ trường nhỏ hay sao mẹ? Là tại vì cái vỏ trường bự lắm. Bự lắm, bự hẳn là một cái đùm của nó bị lớn. Bị lớn rồi nè. Không, cái cọng của nó bự bằng hai ngón tay vậy nè. Bự lắm. Mà cái đó mắc nha. Vỏ trường mà mắc. Gan heo.
nhiêu đây nó ăn buổi sáng chứ thực ra là nhiều khi ăn cả ngày luôn đó nha. Ăn buổi sáng đâu có hết đâu. Cái đâu có biết ăn cháo với bún đâu. Cái mấy cô để với bún này mà ăn tự nhiên ăn lần được cái ngon. Với cháo ở nhà biết ở dưới quê tao thường ăn cái gì không? Tao thường ăn với bánh mì. Bánh mì á. Thấy cô Hồng nè cả nhà. Gần gần ngon, giòn. Gần này mày luộc tới luôn á, nó mới chín luôn, ăn giòn. Cái này mày luộc phải bỏ gừng với hành tím hả? Có, gừng nữa. Trong cháo cũng có gừng nữa, gừng bằm á. Một cây bảy ngàn. 10 cây 70. 100 cây 75 ngàn. Nhưng mà thuốc men công cái máy móc mịn trơn luôn. Cũng tính ra độc mắt rồi. Ủa chứ không phải cùng ta, không phải thuốc cùng ta. Thuốc của mình ta luôn á. Mình chỉ có công không? Không có, bây giờ thuốc là của cái người xịt luôn hay là cái mình mua? Cái người mà chủ vừa mà mua hay là chủ xịt mua? Chủ xịt mua luôn. Thế hả? Cái này là chủ chỉ cả 7 ngàn cây là bao phận gói. Gì đâu có mát đâu. Cực cái mồm xịt dài chứ. Cực xịt chứ biết xịt là hoàng không vô mắt. Tư. Cái chanh này nó chín chứ cũng bộn rồi hả mẹ? Chín nhiều rồi. Công nhận rau má này mà ăn với cháo thì nó ngọt mà. Ừ. Nó không có miếng đắng luôn á. Lâu lâu sáng ăn cháo ngon quá. Để chứ lâu lâu ăn nó dễ tiêu. Rồi chị về cho baby một tô. Ừ. Thì nó muốn ăn cơm mà ăn, còn nó muốn ăn cháo thì nó ăn. Mà nó thì thường thường là nó ăn. Chú không có cái cây này cả nhà đó, cái ống. Có cái máy xịt. Ủa cái này là thuốc men của mình luôn hả chú? Thuốc của mình luôn, nói chung là một cây là 7 ngàn hả chú? Dạ dạ dạ, đầy đủ hết luôn ha. Công cán các thứ này kia luôn cả nhà. 7 ngàn đồng một cây. Mà nó xịt nó là xịt đậu trái hả ta? Cái gì? Bò dừa, kiến cánh. Bò này xịt đậu trái, còn bò dừa xịt rồi. Thôi không, xịt đậu trái xịt bò dừa tuốt lên nữa, phải ăn mắt. Kéo dây dữ hả? Ủa gì, coi dưới điện đâu kéo? Để ống máy nước quá mà. À, rồi, buổi sáng đơn giản cả nhà. Đi chợ cái mua mớ đồ lòng về, cái mình nấu cháo, cái mình ăn sáng. Rồi, cảm ơn cả nhà đã bỏ thời gian quý báu ra đây xem hết video nha. Bây giờ thì xin chào tạm biệt.